chào mọi người nha. Hôm nay bây giờ đang là mấy giờ Tuti nhỉ? 10 giờ con ạ. À, ông Lôi ăn chuyên nghiệp phết, đũa với thìa dùng cả hai cái luôn. Ừ. Quách chưa? Ơ, trẻ con vào like không nó sợ bị ấy đúng không? Sập đúng không? Hello, xin chào mọi người. Mình là con. Mình là Lôi con, mình là Sarah và mình là Tuti. Vâng ạ. Hắc bạch vô thường viên bảo trợ. Ok, hôm nay buổi sáng thì chúng mình ăn món mì tôm luộc. Mì tôm luộc, không trứng, không rau, không gì cả. Gì cả, chán lời thật đấy. Là chán thật. Bố đi chăn vịt, con ăn mì tôm, đúng rồi. Đấy, hai cái bát, mỗi thằng mỗi một bát. Lôi một gói, Tuti một gói. Lôi là nhiều hành, Tuti là không hành. Cảm ơn mọi người. Mì tôm không có gì cả, gia vị cho ít luôn ý. Bye bye anh Linh. Bye bye. Con chào bác. Con chào bác Linh. Giỏi nhé nha. Ngon quá. Đấy, mọi người đi làm một tí, bọn mình đi chợ nhá. Ok. Ngon lắm. Mỗi mình mi cả pia tôi nhỉ. Ừ, trong nhà chỉ còn mỗi mình mi pia đây. Mọi người đi làm hết rồi. Nếu mà có bắt đầu thì ta sẽ đi đâu? Lôi tay, đúng rồi, Lôi lại cầm đũa tay, à không, Lôi cầm đũa tay phải mọi người nha, cầm thìa tay trái. Tuti cũng thế mà. Nhỉ. Ngon rồi. Cẩn thận đũa, con sẽ đũa vào mặt. Ngồi gì cả đây. Quá, không sao đâu, mình ngồi mình canh rồi mọi người ạ. Xin chào các cô, các chú. Con bảo đi. Xin chào các cô, các chú. Xin chào các cô, các chú. Con đang ăn cơm. À, Lôi ăn cơm. Đúng rồi. Lôi ăn mì tôm. Chào lại nào. Xin chào các cô, các chú. Xin chào các cô, các chú. Lôi ăn mì tôm. Đúng rồi. Lôi ăn mì tôm. Hôm nay buổi sáng tất cả anh em trong nhà là tất cả các anh em trong team là đi làm hết rồi, không còn một ai ở nhà. Hiện tại ở nhà bây giờ là chỉ có ai nhỉ? Lôi mới cầm mình, mới cầm mẹ mình, mới cầm đó. Đúng rồi, chỉ có 3-4 bọn mình thôi. 3-4 đâu, là mình 5 mà. 5 hả? Đâu 5 đâu ra? À, 4-4. 4-4-4 các ông các bạn. Cưng quá trời, cảm ơn nha. Ngân là chú Đức. Chú Đức, à chú Đức cũng ở trong phòng à? Không, hình như chú Đức đi làm từ sáng rồi. Con nhìn thấy cái chân mà là nó cao cao lên đi. Thế á, để tí mẹ xem. Ở trong nhà hôm nay thì, con bác Hưng. 6 5 5 xong đến 6 chứ. Thôi con ăn đi, tí tính tiếp, tí đếm lại. Ôi, bây giờ bên này đang là 10 giờ hơn nha mọi người nha. Con ăn đi luôn. Lôi ăn hết đi luôn. Ok, no. Con ăn đi. Rồi. À, không, con bố lôi ăn cà bố. Con uống ít nước rồi, tôi tì uống ít nước rồi để bụng con ăn cơm. Rồi, thôi. À, cá bố. No, tên mày, no cá bố. Tôi đi đây liền cá bố. Nào, tôi đi precisa bebe agua. Tôi đi không uống nước được, tôi đi phải ăn mì. Lôi cũng thế, Lôi phải ăn mì. Sáng nay là Lôi chưa ăn cơm nha. À, bây giờ ở Việt Nam đang 4 giờ chiều à. Không có con không? Ngày nào Lôi cũng sang chơi à? Đêm hôm qua là Lôi về lúc 8, 7 rưỡi, gần 8 giờ, 7 rưỡi đấy. Không mà Lôi về là Lôi khóc. Không rồi, đời không về. Không rồi, mình bảo là, Tú Tiên bảo là, Lôi, ê, không rồi, Lôi dậy, cứ tưởng là ai gọi mình ý.
Xấu hổ. Ý là ông Tuti, ông ấy đang kể xấu ông Lôi. Thế là ông Lôi như này, Tuti em bảo Tuti không được nói xấu, đẻo không? Vela. Thôi. Ông ơi, ông ngồi ông ăn cho tôi cái, giờ này không phải giờ chơi mà đùa nhau, nhau nhá. Vela. Thôi ông ơi, ông ăn cho tôi nhớ ông ơi. Hai ông ăn đi. Bên đó có nghỉ hè mọi người ạ. Ăn xong rồi chơi. Cô Lệ, Lôi nhớ cô Lệ không? Nhớ. Nhớ nhiều hay nhớ ít? Nhiều, là nhiều. Không nhắc bài. Lôi nhớ nhiều hay nhớ ít? Tôi đi nhớ cô Lệ không? Quá. Nhớ nhiều hay nhớ ít? Nhiều. Nhiều à? Nhiều như nào? Nhớ như này. Và là Ủa sao là nhớ cô Lệ, có sẽ phải là nhớ cô Lệ tôi nhé. Nhớ cô Lệ. Aki cabello. Aki ya. No. Mucho cabello, né? Aki. Aki taki. No hay cabello aquí. Aquí encima. Tính tu tu. Aki. Lôi đang bảo sao mà nhiều tóc thế. Aki. Cảm ơn mọi người. Chú đi ăn sắp hết rồi đây này. Chú đi ăn sắp hết rồi đây này. Ui dồi ngon. May mà có ông Lôi ở đây để ông Lôi Tuti mọi người ạ. Hôm qua để kể cho Tuti con. Tuti con để kể cho mọi người nghe. Ngày hôm qua Tuti đưa Lôi về. Xong rồi trước khi mà Lôi về là Tuti dặn Lôi là mai đến sớm nhá. Thế sáng nay Lôi đến sớm nhưng mà Tuti vẫn ngủ. Phải không? Tại con buồn ngủ quá à? Tuti bẩn quá. Sao Tuti bẩn? Tuti bẩn quá. Tại sao bẩn? Cô kể xuống. Aki. À, tối hôm qua hả? Thơm, bẩn đâu mà bẩn. Tắm tắm. Elibisti. De noite. Lembra? Tia ơi, azura soa bị bỏ tay á? On tình. Câu. Tối hôm qua ông Lôi lúc ngủ dậy thì thấy ông Tuti là mặc cái áo này rồi, nên ông mới bảo là Tuti bẩn quá. Không phải, lúc đấy là Lôi ngủ, xong rồi Tuti đi tắm, Lôi dậy thì nhìn thấy Tuti mặc cái áo này nên che là Lôi bẩn quá, xong con ngửi chứ. Eo ơi Tuti ơi, Lôi bảo con bẩn quá, hôm qua con có tắm không? Nó chán thật. Lôi chán thật. Hôm qua con tắm không? Có chứ. Tôi đi tắm. Tôi đi thơm. Tôi thơm. Tôi đi thơm. Na cả bác. Ai nhỉ? Với ai cả bác? Ngon lắm. À ngon lắm các cô các chú ạ. Phải là Lôi. Các con gái chú lôi ăn mì tôm. Đấy, mì tôm. Lôi hơn tuổi Tuti. Canta, đúng rồi. Tuti bảo Lôi hát đi. Ôi dồi. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 hả? Đánh chơi nhịp nào mất rồi. Bây là 3, 3. Lôi canta đi, 3, 3 đi. Lôi canta cho Tuti cô mẹ đi. Nào, con cô mẹ cho Lôi canta nhá. Lôi canta đi, em canta đi. 1, 2, 3. Bà ơi bà. 1, 2, 3. Bà sẽ lại cay cay. Lôi cứ đắng quá khá khá. Quá quá quá. Đặt ở nó bị bà. Thôi Lôi ăn. Lôi canta Tuti ăn. Lôi là ca nhạc yêu theo yêu cầu cho Tuti ăn mọi người ạ. Lôi nhớ chú Linh không? Lôi nhớ chú Linh không? Nhớ. Nhớ nhiều hay nhớ ít? Nhớ. Nhớ nhiều hay nhớ ít? Nhớ bao cù nè. Tôi chỉ chán cả. Tôi đi Elifala. Elifala nhiều. Nhiều.
Nhớ chú Linh. Tôi đi nhắc bài, tôi đi bảo là phải nói là nhớ chú Linh. Nhớ chú Linh nhiều. Thế là Lô bảo tôi đi chán thật. Nhiều là cái gì? Nhớ nhiều. Tôi đi chán thật. Ăn xong rồi phải đi dọn. Con nhớ chưa? Con nhìn Lôi này. Từ lần sau nhá, nhìn này. Ăn xong rồi cầm bát ra chỗ kia, nhớ chưa? Thế. Đấy, bạn Lôi là bạn Lôi cầm bát đi ra chỗ cái chỗ rửa bát rồi mọi người ạ. Rất là tự giác. Thế chứ lị. Được. Đúng là con của ta. Cảm ơn mọi người nha. Yêu hai bạn đúng không ạ? Vâng, Lôi giỏi quá. Đấy. Nha, rác đổ ra rác kìa. Úi, giỏi không? Tức là cái mì tôm, mấy cái cạnh mì tôm còn thừa ấy là ông ấy vét sạch, ông ấy đổ vào thùng rác. Sau ông ấy lấy cái bát ông để vào chậu. Được, con nhìn thấy chưa? Con nhìn bạn chưa? Tí nữa con phải làm như thế nhá. Giỏi. Cả một con kia. Các bạn bảo, à các cô, các chú. Con kia đúa cái. Ok con. Các cô, các chú bảo là con ăn từ từ nghẹn. Có biết là gì không? Nghẹn có biết là gì không? Có à, nghẹn là gì ạ? Tắc cổ. À, nghẹn là tắc cổ, đúng. Giải thích hợp lý, được. Ấy à, ăn xong còn rửa tay kìa ông Lôi kìa, giờ mồm nữa con nhá. Đúng rồi. Ok, đã thấy chưa? Bạn tự giác không? Rồi nhờ. Thế thì mình được. No chưa em? No chưa? No hay đói? Ủa ơi, ăn bình tĩnh con. Ăn bình tĩnh nhá. Từ từ, không sợ, con không sợ, Lôi chạy đi. Lôi ơi! Lôi với Nhaki, spera tutti. Lôi ra đây đợi mới. À, Lôi đi lấy giấy ăn, đúng rồi. Con ra đây con đợi tutti, với không tutti vội. Ăn lại tắc cổ bây giờ. Con cứ bình tĩnh, Lôi khắc đợi con. Cảm ơn bác ạ, cảm ơn bác đã yêu tutti. Yêu hai bạn này quá, cảm ơn bác nhiều. Sáng sớm là hai bạn, mỗi bạn một gói gì nhỉ? Mì tôm con. Mật con. Một gói gì nhỉ? Mật con. Mì tôm. Đúng rồi, mì tôm. Mì tôm. Ừ. Mỗi bạn một gói mì tôm không tí nữa. Có cả ăn được. Ok, no rồi hả? Rồi, thế bây giờ con bê bát đi cho mẹ. Nhìn làm như lúc nãy bạn Lôi làm. Rồi. Lava mau nữa, lava boca. Đúng rồi. Rồi, đi đổ xong rồi lava mau, lava boca nhá. Rửa mồm, rửa tay nhá. Đấy. Ôi dồi ôi dồi, hết lava mau. Đưa tia, giỏi. Thế bây giờ con đi rửa mồm, rửa tay. Rồi. Cô đi. Được rồi, ui lấy nhiều giấy quá, tiết kiệm con nhá. Nhà chú Linh nghèo lắm, tiết kiệm rồi nhá. Rồi. Chú Linh hết tiền rồi. Tiết kiệm nhá. Dạ. Ừ. Nhắc tiết kiệm ra là cất hết giấy đi đấy. Đấy các cô các chú ạ. Dạ. Tôi đi về cái. Tôi đi lava mau lava pe. À lava mau lava bộ cả. Để phơi bánh ngay kia. Tôi đi ơi, ra đây nha con nha. Đấy, hai ông mới là chạy đi vào trong nhà rồi. Thần giữ của mà. Dạ, phải tiết kiệm. Bây giờ mới sáng mọi người ạ. Ôi mẹ đây. Rồi. Thơm không? Con rửa tay bằng nước xà phòng à? Ui thơm đấy. Ui cái mùi này nó thơm lạ lùng. Nằm ngồi vào đây. Thơm. Dạ, đây lấy giấy lau tay. Obrigado. Nằm ngồi đây. Là hai bạn order món gì nữa là để mẹ sẽ phục vụ làm việc đây, livestream làm việc đây. Ê pasta yêu, pasta yêu. Em đọc bài pasta yêu, em đọc bài pasta. Đi giữa hai bạn ngồi đi. Đi chợ ông. Tu chi vang brinca. Brinca cơm hôm, ngồi đây. Brinca bằng bài hát. Vang brinca. Áo là ở view xa à? Lôi, xem tấm ảnh. Lôi, xem tấm ảnh. Đây là bèo tí giờ là. Ok. Lôi. Vamos fazer pet papel tesoura. Conhece? Não conhece, né? Não conheço.
À, nấu cơm gì à? À, em xin á. Tức là mình hỏi là Lôi ơi, Lôi có biết chơi kéo búa bao không? Thì Lôi bảo Lôi không biết. Bây giờ Tuti dạy Lôi đi. Betty. Tesoura assim. Betty papel. Papel assim. Tesoura. Entendi? Papel. Tesoura. Papel assim. Papel assim. Papel là tờ giấy. Rồi hoang mang rồi, hoang mang rồi, hoang mang. Chơi trò khác đi con này. Lôi không hiểu rồi. Hoang mang rồi, cái mặt hoang mang lắm, hoang mang lắm. Fala. Nào. Đi ra mà. Nào phải gì assim, nào grita assim. Tá bom? Tá bom? Agora canta. Ok? Wow. Bây giờ chơi trò canta đi. Không thích chơi trò canta. Không thích hát à? Em nấu canta. Em trong papel. Khoa gì? Bạn thích papel. Lôi. Lôi vào cái là gì? Cái nó xuống vào. Ping 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 ping. Ping ping là cái trò gì? Ok là. Ping 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 ping. Aki. Ping ping là cái trò gì? Hello, xin chào các cô, các chú. Ok, bây giờ là các bạn đã ăn uống xong rồi. Hai bạn dễ thương quá, cảm ơn cô chú nhiều. Bây giờ là hai bạn ăn uống xong rồi. Em sẽ cho hai bạn tự chơi với nhau. Con đi chơi à? Đấy, thì con ngồi vào đây. Định chào các cô, các chú, nhưng mà hai bạn lại đi ra đòi vào live stream nè. Đâu, chơi trò gì nào? Con dơ ra, con xem con chơi cái trò gì nào. Đánh đàn à? Nào, xem chơi cái trò gì nào. Mới nghĩ ra cái trò gì đấy. À, cái đấy là cái gì? Ping 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 ping